Câu lạc bộ Viettel FC đã đánh bại câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC với tỷ số 4-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023 tối 27 tháng 7. Điều đặc biệt ở trận đấu này là VAR đã chỉnh làng lần đầu ở sân chơi V-League. Trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Hoàng Đức bên phía câu lạc bộ Viettel, ban đầu trọng tài xác định lỗi việt vị, nhưng sau đó VAR vào cuộc và công nhận bàn thắng cho đội chủ sân hàng đấy. Trong những phút cuối, VAR một lần nữa nhập cuộc, tư vấn cho trọng tài Ngô Duy Lân kiểm tra lại tình huống trung vệ đội Hà Tĩnh phạm lỗi với tiền đạo Viettel trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra băng quay chậm, ông Ngô Duy Lân cho câu lạc bộ Viettel hưởng quả phạt đền. Chung cuộc, câu lạc bộ Viettel thắng câu lạc bộ Hà Tĩnh 4 bàn không gỡ. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh của câu lạc bộ Viettel chia sẻ: "Tôi chưa quen với VAR, chưa bao giờ trải qua cảm giác này, phải ngồi chờ bàn thắng đến hay không đến. Hôm nay là ngày nhiều kỷ niệm với tôi. Chúng ta cũng nên thông cảm vì đây là lần đầu, và lần đầu thì luôn khó khăn. Chúng ta mới tiếp cận VAR thôi, hy vọng trong tương lai, việc xử lý tình huống sẽ nhanh hơn. Đó là điều nhiều người mong chờ. Việc VAR làm trận đấu dài ra, đó là một phần của bóng đá. Không thể đòi hỏi có VAR thì không gián đoạn trận đấu được. Chúng tôi phải thích nghi, điều đó bình thường." Bên phía đối diện, trợ lý Nguyễn Đức Thắng của câu lạc bộ Hà Tĩnh cho rằng sự xuất hiện của VAR là tốt, nhưng VAR đang khiến trận đấu bị gián đoạn. Sự xuất hiện của VAR là tín hiệu tốt để tránh sai sót trong các trận đấu, tuy nhiên VAR không phải là tất cả. Ở World Cup, khi VAR xem lại tình huống thì trận đấu vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên ở V-League, chúng ta dừng trận đấu nhiều quá, khiến diễn biến bị gián đoạn. Dù sao, tôi cũng nghĩ trọng tài và VAR không có vấn đề gì. VAR sẽ soi xét được các tình huống. Nếu không có VAR, nhiều tình huống không ai dám thổi phạt đền cả, ông Thắng nhấn mạnh. Chiến thắng 4-0 trước câu lạc bộ Hà Tĩnh là trận bất bại thứ 7 của câu lạc bộ Viettel trên mọi đấu trường. Thắng 6 và 1. Hoàng Đức cùng đồng đội đã vươn lên vị trí thứ 3, chỉ còn kém đội đầu bảng Thanh Hóa một điểm. Tôi hài lòng với màn thể hiện của học trò. Họ tuân thủ đấu pháp, đoàn kết, tự tin, quyết tâm cao. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến học trò. Ngoài kết quả ra, họ đã cống hiến, trình diễn cho khán giả trận đấu hay. Chúng tôi vẫn tính toán từng trận đấu một. Chỉ tiêu của câu lạc bộ Viettel vẫn là top 3 và chúng tôi đang hướng tới điều đó trước. Sau đó, câu lạc bộ Viettel mới có cơ hội đua vô địch, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chia sẻ. Chiến lược gia của đội Viettel cũng hài lòng khi Hoàng Đức nhường quyền đá phạt đền cho Đức Chiến ở phút bù giờ 14. Dù tiền vệ sinh năm 1998 hoàn toàn có thể sút phạt đền để có cú hat-trick ở trận này. Tôi rất vui, bởi đây là tình huống cho thấy tình đồng đội của câu lạc bộ Viettel. Hoàng Đức có cơ hội lập hat-trick, nhưng nhường phạt đền nhằm giúp Đức Chiến vươn lên trong danh sách cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất. Tôi rất vui vì quyết định đó, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh nhấn mạnh.